Xin chào các bạn, mình đang cầm cái con iPhone mà nó bị khó kích hoạt cho chủ sở nè. Nó không có active vô menu được nha. Con này nó bị dính tài khoản iCloud. Giờ mình ghim vô máy tính, mình coi từ nó iOS mấy. Con này 7 lút, iOS 15.7.8 nè. Phiên bản mới nhất nha các bạn. Số series, số email còn đầy đủ ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn là 3 bát nhanh gọn lẹ luôn nha. Đầu tiên thì mình phải direct cái máy nó. Direct bằng Windows nha các bạn. Windows thì trên tool mình cũng có ra video, các bạn nào chưa làm được á, các bạn lục lại các bạn xem nha. Rồi để mình mở cái device manager lên, mình coi thử driver nó đủ chưa, nó bị thiếu gì thì mình cài nha các bạn. Các bạn nhớ là cài driver trên máy tính phải đầy đủ nha. Nhiều lúc các bạn cài sai driver thì chạy nó không có được ok nha các bạn. Giờ mình chạy iOS 15 chạy chết ra 0.13, bấm net thì cái tool nó đưa cái máy mình về chế độ recovery. Rồi bắt đầu mình đưa vô chế độ depo, rồi mình coi cái tool nó hoạt động thôi. Rồi giờ mình chờ nó nhận lại cái máy nè, driver đầy đủ, rồi mình đưa vô cái chế độ depo nha các bạn. Các bạn nhớ là nó phải nhận driver là USB driver nha. Rồi ngon lành, tiếp tục mà bấm start nè, đưa vô depo, rồi volume cộng với lại xin lỗi các bạn, nút nguồn với volume trừ. Các bạn nhịp nhẽ hợp lý, miễn sao vô để bung được thôi. Rồi các bạn vô để bung được thì mình vô lại thôi, cái này nó cũng không có vấn đề gì ha. Rồi mình đợi coi thử nó tìm thấy driver Windows không, nó sẽ chạy tiếp nha, nó sẽ direct cái máy mình thành công. Còn nếu nó lỗi thì các bạn tắt tool đi, rồi các bạn kiểm tra lại driver mình thử lại nha. Rồi khi mà nó trigger nè, là cái máy mình nó boot táo lên, nó có lệnh bung go là ngon lành nha các bạn. Rồi các bạn cứ đợi cho nó báo successful đó, là thành công á. Rồi cái bao tool nó nhận lại cái máy á, mình kiểm tra coi thử nó direct chưa. Rồi mở tool mình bypass nha. Hiện tại thì tool bypass nó cũng khá là nhiều các bạn. Thì các bạn cứ direct thành công là mình bypass thôi, tool nó hỗ trợ cũng khá là nhiều ha. Rồi máy khởi động lên nè. Tất nhiên là cái máy là phải khóa chủ sở hữu nha các bạn. Nhiều lúc các bạn để đổi số series tùm lum tùm la, nó bị không thể kích hoạt thì các bạn phải về lại series gốc nha. Nó chưa báo thì mình rút ra ghim lại, nó sẽ báo là đã direct thành công nè. Rồi giờ mình mở cái tool nó mình bypass. Đóng lại hết đi. Tool bypass hiện nay thì nó cũng khá là nhiều các bạn. Hôm nay mình quay trở lại cái tool gì Iger nè, đợt mình có lên video nè. Rồi mình mở lên, mở cái tool lên, rồi mình bấm one list thôi. Giao diện cái tool nó như vậy các bạn ha, cái tool nó là Amta Premium vậy nè. Rồi nó rất là nhiều chức năng các bạn. Chưa nhận thì mình read cái máy cái là nó sẽ nhận cái máy đầy đủ nè. Rồi các bạn để ý cái mục là bypass one list thôi, phía dưới nè. Đó, bypass hello mà iOS 15 16 nè các bạn. Rồi các bạn giao read thành công á, thì các bạn bấm nó. Rồi nó tự động nó direct cho mình, xin lỗi các bạn, nó tự động nó bypass cho mình thôi. Này kêu là bypass one list nha, mình không cần boot ram disk, cũng không cần USB, không cần power unit gì luôn nha các bạn. Rồi đợi cái tool nó chạy, là cái máy mình đặt tay vô menu là ngon lành luôn. Rồi các bạn cảm thấy video hay á, thì cho mình xin một like nha. Còn các bạn không hiểu gì á, thì để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.